Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa con điện thoại Vivo Y20 khi mà chúng ta bị quên mật khẩu mở khóa màn hình nhé. Và đương nhiên là nếu mà các bạn mà quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn nhập ở trên máy thì các bạn cũng cần phải xóa cái xác minh tài khoản Google này nhé. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta cần phải reset phần mềm cho con Vivo Y20 này nhé. Các bạn sẽ tắt máy đi cho mình này. Các bạn sẽ chọn cho mình là tắt nguồn nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm giữ đồng thời cho mình phím nguồn và phím tăng âm lượng nhé. Đó các bạn để ý, bây giờ là mình đang vào cái chế độ là Vivo Fastboot. Ở đây thì các bạn sẽ di chuyển xuống cho mình cái mục là JQuery Mode nhé. Để mình vào cái chế độ JQuery này thì mình mới có thể là reset được phần mềm. Mình sẽ bấm phím giảm âm lượng này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm phím nguồn để vào chế độ JQuery Mode này nhé. Rồi vào đến đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là Clear Data này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là Clear All Data nhé. Các bạn chọn OK cho mình này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là Return nhé. Các bạn chọn cho mình là Clear Cache luôn này. Chọn OK này. Các bạn chọn Return cho mình này. Chọn quay trở lại này. Rồi bây giờ thì mình sẽ khởi động lại điện thoại nhé. Mình sẽ bấm vào là Restart này. OK này. Bây giờ điện thoại của mình sẽ khởi động lại và cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. OK các bạn để ý nè, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bấm vào là bắt đầu này. Mình sẽ bấm là tiếp theo này. Thỏa thuận và điều khoản này thì mình sẽ bấm là đồng ý nhé. Các bạn chờ một chút rồi mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình này. Rồi mình sẽ điền cái mật khẩu là. Rồi mình sẽ bấm là kết nối này. Các bạn chờ một chút nhé. OK, đến cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này. Mình sẽ bấm là không sao chép này. Đó các bạn để ý nào, nó vẫn yêu cầu mình phải xác minh cái mật khẩu hình vẽ này. Và đương nhiên là cái mật khẩu này mình đã bị quên rồi. Ở đây nó sẽ có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế này. Mình sẽ bấm vào. Đó, cái tài khoản Google này thì mình đã bị quên rồi. Còn nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn nhập ở trên máy, các bạn chỉ cần đăng nhập cái tài khoản Google của các bạn vào đây là chúng ta đã có thể sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Trong trường hợp này thì mình cũng đã quên luôn cả tài khoản Google này. Chính vì vậy mà bây giờ mình sẽ đi xóa cái xác minh tài khoản Google này nhé. Các bạn để ý ở đây, mình không thể nào bấm được vào cái hình micro này nhé. Các bạn để ý là có cái dấu gạch ở đây này. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái màn hình kết nối wifi. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là xem tất cả các mạng wifi này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống dưới cho mình. Các bạn chọn cho mình vào là thêm mạng mới này. Đó các bạn để ý, bây giờ thì chúng ta đã có thể là bấm vào cái hình micro này nhá. Mình sẽ bấm vào này. Rồi mình sẽ chọn là từ chối này. Các bạn sẽ bấm vào cho mình lần nữa này. Tiếp tục chọn vào từ chối này. Bây giờ các bạn để ý cái hình micro đã là màu trắng rồi nhá. Mình sẽ bấm vào này. Rồi mình sẽ chọn là cho phép nhá. Đến đây thì mình sẽ chọn vào là quyền này. Các bạn để ý là mình đã có cái hình để chúng ta tìm kiếm rồi nhá. Mình sẽ chọn vào cái hình kính núp này để mình tìm kiếm này. Bây giờ thì các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa đó là YouTube nhé. Đó, các bạn để ý là các bạn gõ đầy đủ YouTube thì sẽ không được nhé. Các bạn sẽ xóa đi cho mình một ký tự. Đó, rồi các bạn sẽ chọn cho mình là YouTube này. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là thông báo này. Các bạn chọn cho mình vào là tùy chọn cài đặt bổ sung trong ứng dụng này. Các bạn chọn cho mình là giới thiệu này. Chọn cho mình là điều khoản dịch vụ của YouTube này. Bây giờ thì các bạn chọn trình duyệt nào cũng được nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn là trình duyệt Chrome đi. Mình sẽ chọn là chỉ một lần đi. Mình chọn chấp nhận và tiếp tục. Mình chọn không cảm ơn này. Rồi bây giờ thì mình đã có thể là mở được cái trình duyệt Google Chrome này rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào một cái trang, đó là trang vnzom.net/bypass này. Đây mình gõ đầy đủ cho các bạn coi nhé. Rồi mình sẽ bấm là đi này. Rồi vào đến đây thì mình sẽ vào trong cài đặt để cho các bạn coi cái thông tin con điện thoại Vivo này nhá. Mình sẽ chọn vào là setting này. Đó các bạn để ý này. Đây con này là con điện thoại Vivo Y20 nhá. Cái mã của nó là V2043 này. Các bạn chọn vào này. Ở đây thì nó đang chạy cái phiên bản. Đây các bạn để ý nó đang chạy cái phiên bản Android 11 này. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình nhá. Quay trở lại này. Các bạn vào lại cho mình là điều khoản dịch vụ của YouTube này. Các bạn lại chọn cho mình là chỉ một lần đi.
Rồi mình sẽ vào lại cái trang là vnzom.net/bypass này. Các bạn chú ý nhé, ở đây thì mình không thể cài đặt được Quickshot Cut Marker. Chính vì vậy mà bây giờ thì mình sẽ cài đặt cái ứng dụng là Quickshot Cut Marker cho cái điện thoại này của mình, bằng cách là mình sẽ vào lại cái mục là Setting App này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống đây cho mình, các bạn chọn cho mình vào là hệ thống này, các bạn chọn cho mình vào là chuyển đổi một chạm này, các bạn chọn là tôi đã đọc và đồng ý này. Rồi mình sẽ bấm là đồng ý này. Bây giờ thì các bạn sẽ thiết lập cho mình cái con điện thoại này là con điện thoại mới nhá. Các bạn chọn vào là điện thoại mới. Rồi các bạn sẽ chọn cái loại điện thoại cũ, các bạn chọn cho mình là điện thoại Android nhá. Ở đây mình đã có sẵn một chiếc điện thoại Redmi Note 9, chính là con điện thoại Android. Rồi mình sẽ chọn là Android này, mình sẽ chọn là OK này, mình sẽ chọn là trong khi dùng ứng dụng này, trong khi dùng ứng dụng này. Đó, tẹo nữa thì mình sẽ quét cái mã QR trên cái con điện thoại Android, con điện thoại Redmi Note 9 này của mình nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái con điện thoại Redmi Note 9 này. Các bạn có thể là dùng bất kỳ điện thoại nào chạy Android nhá. Bây giờ thì các bạn cũng vào cho mình cái trình duyệt Google Chrome này, các bạn chọn chấp nhận và tiếp tục này, không cảm ơn này. Rồi bây giờ thì các bạn lại vào cho mình cái trang đó là vnzom.net này, /bypass này. Trên con điện thoại này thì chúng ta hoàn toàn có thể là cài đặt được cái ứng dụng là Quickshot Cut Marker nhé. Các bạn sẽ bấm cho mình là Quickshot Cut Marker này. Hiện lên quảng cáo như này thì các bạn sẽ bấm tắt quảng cáo đi cho mình này. Các bạn chọn OK để vẫn tải xuống nhé. Đó, Quickshot Cut Marker đã tải xong rồi nhé. Mình sẽ bấm là mở này. Rồi mình sẽ bấm là cài đặt này. Mình sẽ bật cái cho phép từ nguồn này lên nhé. Mình sẽ chọn là tôi nhận thức được rủi ro này. Rồi mình sẽ bấm là OK này. Mình sẽ quay trở lại này. Rồi mình sẽ cài đặt Quickshot Cut Marker nhé. Đó các bạn để ý, ở đây thì mình cứ bấm là cho phép này. Rồi ở đây thì mình đã cài đặt xong rồi nhé. Mình sẽ ra đây cho bạn coi là mình đã cài đặt được Quickshot Cut Marker ở trên con điện thoại Redmi Note 9 này của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào cửa hàng Shop Play này. Ở đây thì mình sẽ tải một cái ứng dụng, đó là Easy Share nhé. Các bạn sẽ gõ cho mình là Easy Share này, các bạn chọn tìm kiếm cho mình. Các bạn sẽ bấm cài đặt luôn cho mình cái ứng dụng Easy Share này nhé. Các bạn để ý ở đây cái nhà phát triển là Vivo này. Đó, mình sẽ bấm cài đặt này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm mở luôn nhá. Mình sẽ bấm vào là tôi đã đọc thỏa thuận người dùng này. Mình sẽ bấm vào là đồng ý này. Rồi mình sẽ vuốt sang phải này, vuốt sang phải này. Rồi mình sẽ bấm là bắt đầu này. Ở đây thì mình lại bấm vào là chuyển đổi một chạm này nhá. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái con điện thoại này là con điện thoại cũ nhá. Mình sẽ bấm vào là truy cập cài đặt này. Rồi thì mình sẽ cho phép sửa đổi cài đặt hệ thống nhá. Mình sẽ quay trở lại này. Mình lại bấm vào là điện thoại cũ này. Rồi ở đây thì mình sẽ cấp quyền cho cái ứng dụng này nhá. Mình sẽ bấm là OK đã hiểu này. Mình sẽ bấm vào là trong khi dùng ứng dụng này. OK, bây giờ thì mình sẽ dùng cái con Vivo này của mình để mình quét cái mã QR này nhá. Mình sẽ quét cái mã QR này. Đó. Ở đây thì mình sẽ chọn là truy cập cài đặt nhá. Ở đây thì quyền truy cập vào mọi tệp thì mình sẽ chọn vào là Easy Share này. Mình sẽ bấm là cho phép truy cập này. Rồi mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ quay trở lại này. Rồi mình sẽ bấm là OK đã hiểu này. Mình sẽ bấm là cho phép này. Mình sẽ bấm là cho phép này. Mình sẽ chọn là cho phép này. Cho phép này. Mình cứ bấm cho phép hết nhá. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ bỏ chọn hết những cái mục này. Sau đó là các bạn sẽ bấm cho mình vào là ứng dụng này. Tiếp tục các bạn sẽ chọn cho mình cái ứng dụng là Quickshot Cut Marker này. Các bạn sẽ tích chọn vào cho mình nhé. Các bạn chọn OK cho mình này. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào là bắt đầu nhân bản điện thoại nhé. Ở bên đây thì nó yêu cầu quyền bộ nhớ này, thì các bạn sẽ bấm OK nhé. Các bạn chọn cho phép cho mình này. Đó, các bạn để ý này. OK, như vậy là cái quá trình nhân bản đã xong rồi nhá. Bây giờ thì mình đã không cần cái chiếc điện thoại Redmi Note 9 này của mình nữa nhá. OK, bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào đây nhá. Các bạn sẽ bấm cho mình vào cái biểu tượng này. Các bạn sẽ chọn vào cho mình nhá. Các bạn chọn cho mình vào là ứng dụng nhá. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là mở nhá. Các bạn chọn OK cho mình này. Bây giờ các bạn chỉ cần gõ cho mình cái từ khóa đó là Factory nhá. Factory cách này. Đó, các bạn chọn cho mình là Factory Test nhé.
các bạn chọn vào cho mình này. Các bạn chọn cho mình vào cái mục là factory test dòng thứ ba nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Các bạn chọn cho mình vào factory test thứ ba nhá. Các bạn chọn cho mình vào là try này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là engineer thứ hai này, không được nhá. Các bạn chọn cho mình vào engineer thứ ba này. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là back to home nhá. Các bạn chọn cho mình vào là tiếng Anh nhá. Đó, English này. Đó, các bạn để ý. Các bạn chờ một chút nhá. Rồi mình sẽ bấm vào là what it này. Đó, các bạn để ý nè. Bây giờ thì mình đã vào được cái màn hình chính của con Vivo i20 này để có thể sử dụng được bình thường rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi cái ngôn ngữ sang tiếng Việt nhá. Mình sẽ vào là setting này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống dưới cho mình. Các bạn chọn cho mình vào là system nhé. Các bạn chọn cho mình vào cái mục là language and input này. Các bạn chọn cho mình vào là language này. Các bạn chọn cho mình vào là add a language này. Các bạn chọn cho mình vào là tiếng Việt này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đưa cho mình tiếng Việt lên trên nhé. Đó, các bạn chờ một chút. Đó, bây giờ ngôn ngữ của chúng ta đã là tiếng Việt rồi. Các bạn phải chờ một chút nhé. Bây giờ ngôn ngữ của chúng ta đã là tiếng Việt rồi nhé. Công việc của các bạn bây giờ chỉ là vào CH Play. Sau đó là các bạn sẽ bấm vào là đăng nhập. Rồi các bạn sẽ tạo một cái tài khoản Google mới để chúng ta có thể là tải những cái phần mềm mà chúng ta hay dùng về nhé. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa con điện thoại Vivo i20 của chúng ta khi mà chúng ta bị quên mật khẩu mở khóa màn hình này. Đồng thời là xóa luôn cả xác minh tài khoản Google khi mà chúng ta cũng quên cái tài khoản Google mà chúng ta đã nhập ở trên máy nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.